Và sau đây xin mời bà con cô bác mình nghe bài viết của tác giả Phạm Gia Đại, Anh Hùng Sư Đoàn 5 Bộ Binh. Anh Hùng Sư Đoàn 5 là một bút ký nêu lên tinh thần anh dũng, hào hùng, can trường, bất khuất, hy sinh vô bờ bến của người chiến sĩ quốc gia và của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong hai thập niên 1954-1975. Tác phẩm này cũng như một nén hương kính dâng lên tất cả những anh hùng, tử sĩ, quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1963 là một năm xáo trộn về chính trị. Tại Mỹ, Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát. Ở miền Nam, phong trào chống lại chế độ gia đình trị của Tổng thống Ngô Đình Diệm lên đến cao điểm, đưa đến sự thảm sát hai ông Diệm và ông Nhu. Nguồn dư luận lúc đó cho rằng người Mỹ muốn đem quân vào miền Nam, nhưng hai ông Diệm Nhu đã không tán đồng nên bị dẹp qua một bên, giống như họ dẹp Tổng thống Kennedy bên kia trời Âu vậy. Có một điều mà chúng ta phải thừa nhận rằng dưới chế độ của Tổng thống Ngô Đình Diệm, dù là mới phôi thai, nhưng từ năm 1954, người quốc gia đã tập trung lại được trong miền Nam để thành lập một tiền đồn chống cộng vững vàng cho vùng Đông Nam châu Á. Và chính vì cái vị thế chiến lược đó của miền Nam mà người Mỹ đã nhảy vào giúp chúng ta xây dựng cái tiền đồn chống cộng này. Từ đó, lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu tung bay ngạo nghễ khắp miền Nam và trên thế giới. Miền Nam, đất lành chim đậu, với thiên thời địa lợi và nhân hòa, đã là nơi khai sanh ra vùng trời tự do cho người Việt quốc gia. Sau khi Hiệp định Genève chia đôi hai miền Nam Bắc qua con sông Bến Hải, những bài hát, những câu hò ca ngợi tự do và tình yêu quê hương thuở đó như Nắng đẹp miền Nam, Trăng thanh bình, Giã gạo đêm trăng, Chuyến đò vĩ tuyến, Nhà bè nước chảy chia hai, Ai về gia đình Đồng Nai thì về, Ai vô Nam ngớ ngẩn vì muôn câu hò, đã nói lên niềm khát vọng cho hòa bình và xây dựng đất nước của người dân Việt sau bao nhiêu năm dài chinh chiến. Nhưng không ai ngờ rằng một cuộc chiến thảm khốc nhất đang được khối Cộng sản Nga Tàu giao cho Cộng sản Việt Nam bục đổ ập xuống quê hương miền Nam. Những tin tức hàng ngày về Việt Cộng và quân Bắc Việt đốt làng phá xóm, giật cầu đắp mìn trên lộ, giết hại dân lành làm cho người dân bắt đầu cảm nhận được cường độ của chiến tranh đang gia tăng, nhất là tại vùng nông thôn. Lúc đó cả ba anh trai của tôi đều đang trong quân trường. Anh cả khóa 20 võ bị quốc gia Đà Lạt, anh hai trong quân y, anh ba đang thụ huấn khóa 13 sĩ quan hải quân Nha Trang. Tôi thì đang theo học tú tài một trường trung học Chu Văn An Sài Gòn. Cô ruột tôi, nhà chỉ cách nhà mẹ tôi một con hẻm trên đường Trương Minh Giảng. Còn đông con hơn nữa với bảy cậu em họ của tôi đều lần lượt giả từ Bút Nghiên để theo nghiệp đao cung khi quốc gia nguy biến. Chỉ trừ cậu Út là được miễn dịch. Khi còn nhỏ, tại đường Cầu Đất, Hải Phòng, anh quan lớn của tôi đã tỏ ra có năng khiếu về quân sự. Ông nội rất thương anh là cháu đích tôn, nên ông đúc cho anh bao nhiêu là lính bồng súng và xe jeep bằng chì. Anh dàn các người lính bằng chì này ra, chia làm hai cánh quân hai bên đánh nhau. Anh cũng rất say mê vẽ hình các vị anh hùng dân tộc. Có lẽ đó cũng là điểm báo trước anh theo binh nghiệp sau này. Hai năm huấn luyện tại quân trường, anh cả tôi ra trường võ bị Đà Lạt với cấp bậc thiếu úy hiện dịch, được thuyên chuyển về sư đoàn 5 bộ binh đóng tại Lai Khê, Bình Dương. Chỉ hơn một năm sau, anh đã được thăng trung úy và với những chiến tích nổi bật, anh được đề cử làm đại đội trưởng đại đội trinh sát. Anh bắt đầu áp dụng các lý thuyết học trong quân trường với kinh nghiệm thực tế để truyền luyện những sĩ quan binh sĩ của đại đội trở thành những chiến sĩ gan dạ, am hiểu trận địa. Kết quả là đại đội đã thắng trận liên tục, đem về vinh dự cho cả sư đoàn. Trong trận ấp 3, một tiểu đoàn của trung đoàn 9 sư đoàn 5 bộ binh, trong khi xung phong vào ấp
đã bị thiệt hại và phải rút lui ra để tải thương binh về hậu cứ vì lợi thế nghiêng về phía địch. Bộ tham mưu trung đoàn bèn quyết định đưa đứa con cưng của mình vào trận, và đại đội trinh sát được trực thăng vận đến ngay cánh đồng lúa trước mặt một khu đồng trống dẫn vào ấp. Tuy ở cấp đại đội, nhưng đại đội trinh sát của trung đoàn được trang bị hỏa lực rất mạnh, cùng với vũ khí tối tân nhất bây giờ, với quân số luôn đầy đủ, và có ưu điểm là cơ động rất nhanh, tạo sự bất ngờ khiến cho địch quân nhiều lúc trở tay không kịp. Khi anh vừa đáp xuống trực thăng, anh thấy ngay lý do tại sao địch với cấp số đại đội mà đã đẩy lui được cả một tiểu đoàn. Đó chính là địch đã dựa lưng vào mật khu phía sau và muốn tấn công vào ấp. Chỉ có một con đường duy nhất qua khu đồng trống đó. Nhìn thấy ven lộ có một cái miếu, anh bảo binh sĩ dưới quyền trong tư thế sẵn sàng chờ anh một lát. Anh lấy từ trong ba lô ba nén nhang rồi vào trong miếu thắp lên cầu nguyện thổ thần thổ địa, che chở cho những người lính quốc gia đang tiểu trừ cộng phỉ. Khi bước ra khỏi miếu, anh cho các trung đội dàn đội hình và ra lệnh xung phong. Anh và các sĩ quan đều chạy trên tuyến đầu, nã súng vào những nơi nghi ngờ cộng quân đang cố thủ. Từ trong ấp đạn bắn ra như mưa, khoảng cách chỉ 200 thước vào ấp, mà dài như cả cây số. Thế rồi đạn từ trong ấp đột nhiên yếu dần đi, và khi đại đội vào hẳn được trong ấp, thì thấy nồi niêu son chảo của địch còn nguyên, nồi cơm còn bốc khói chưa kịp ăn. Lúc bấy giờ anh mới được binh lính trình báo là đại đội đã vượt qua một bãi mìn Việt Cộng gài nhưng không có một trái nào nổ cả. Có lẽ đó là lý do làm quân địch khiếp vía, nghĩ rằng đoàn quân này có lẽ từ trên trời xuống nên phải đánh bài chém về, bỏ cả bữa cơm chiều vừa nấu chín. Tiểu đoàn vừa qua cũng vì bãi mìn này mà phải rút lui và nhường trận địa lại cho đại đội trinh sát. Tổng kết, phía đại đội chỉ có 5 binh lính bị thương và đã được trực thăng đến bốc ngay về hậu cứ, không có một tử vong nào. Những viên đạn cố địch cũng đang chéo qua mũ sắt và áo trận của anh, nhưng không một viên nào trúng người. Từ đó anh còn nổi tiếng là một cấp chỉ huy không sát quân, và binh lính dưới quyền lại càng thêm tin tưởng vào cấp chỉ huy của mình. Đại đội lại càng lập nên nhiều chiến công hiển hách khác nữa. Có một lần đại đội được bốc và thảy vào mật khu để phá hủy căn cứ của một tiểu đoàn địch. Khi vừa chạm chân xuống đất, đại đội anh lọt ngay vào ổ phục kích. Đạn cố địch bắn như mưa rào vào các chiến sĩ trinh sát. Anh có linh tính như là mình đang trong tình thế cực kỳ lâm nguy, vì tin tình báo đã không chính xác, đưa tới sự kiện đại đội của anh bị lọt vào ổ phục kích của không phải một tiểu đoàn địch, mà có lẽ quân số và hỏa lực của địch phải là cấp trung đoàn. Địch đã được lệnh từ trung ương để xóa sổ đại đội trinh sát ưu tú của trung đoàn chính này. Bởi vì, tuy ở cấp đại đội, nhưng với một chiến thuật hành quân chớp nhoáng đã gây cho địch quân những tổn thất nặng nề và là cái gai mà chúng cần phải nhổ. Dù đang trong vạn phần hiểm nguy, nhưng anh vẫn bình tĩnh chỉ huy các trung đội liên lạc với nhau và tìm đường rút ra ngay khỏi mật khu. Những khẩu đại liên, trung liên, súng cối và tiểu liên của địch thi nhau nã vào những người chiến sĩ trinh sát đang thất thế nằm ép dưới các gốc cây. Anh ra lệnh cho các trung đội liều chết đột phá vòng vây và cho truyền tin thông báo ngay về sư đoàn xin không quân và pháo binh yểm trợ. Lúc đó mới thấy sự gan dạ, dũng cảm và thiện chiến của người lính trinh sát. Họ vừa chạy băng băng qua khỏi khu rừng vừa bắn trả lại địch quân bất kể sống chết, trong khi pháo binh bắt đầu rót vào ngay sau lưng họ, và súng đủ loại của địch thì đang nổ rác ngay bên tai. Vừa trao thoát khỏi vòng vây của địch, anh kiểm lại quân số, chỉ có 4 tử vong và khoảng 10 thương tích khá nặng. Nhưng đồng đội đã di tản ra được vùng an toàn, thật như một phép lạ, vì anh ước tính tổng thất có thể hơn nửa đại đội sẽ phải nằm lại vĩnh viễn trong khu rừng đó. Bản thân anh thì áo trận rất nhiều chỗ vì cây rừng và lỗ chỗ vết đạn. Nhưng anh và cả 4 thiếu úy trung đội trưởng đều bình an. Trong 4 tử vong có một hạ sĩ cận vệ của anh và một người lính gốc Hoa tên là Tý mà anh rất thương. Khi về Sài Gòn nghỉ phép ngắn hạn, áo chiến còn vương bụi đường,
Anh đã cùng hai cận vệ đến tận nhà từng người lính đã hy sinh trong trận phục kích để thăm viếng gia đình và quỷ lão. Gần căn cứ Lai Khê có một ngôi đền, nên anh thu xếp cùng với các sĩ quan đại đội đến cúng cho những người lính. Anh Hùng vừa nằm xuống. Một hôm, một chuyện thật lạ lùng xảy ra khi anh đang trong doanh trại của đại đội. Bất ngờ có hai lính gác cổng dẫn vào một lính trinh sát có vẻ như say rượu. Anh nhìn ra đó là binh nhất tên Sơn. Khi nhìn thấy anh thì Sơn phân bua. Em xin vào gặp trung úy, nhưng tụi gác cổng này không chịu lại còn nói là mày say rượu vào gặp ổng cho mấy củ bây giờ. Em có bảo cho tụi nó biết là em không phải Sơn mà là thằng Tý. Mày ẩu vậy hả? Ổng bây giờ là đại quý sao mày cứ kêu trung úy? Lấy làm lạ, anh bèn ra lệnh cho mấy người lính buông Sơn ra để xem hắn nói chuyện gì. Anh và các lính gác cổng và cả mấy sĩ quan trinh sát đang ngồi trong văn phòng với anh đều hết sức ngạc nhiên khi biết là Tý, người lính đã hy sinh trong trận phục kích đang nhập vào Sơn, là tên bạn thân của hắn để về thăm vị chỉ huy của mình. Trung úy biết không, em vì bắn số nên ra đi hôm đó. Em rất cảm ơn trung úy đã đến nhà báo tin cho gia đình em ở Chợ Lớn. Em tên thật không phải là Tý, cho nên các thức ăn trái cây mà trung úy đem ra ngôi đền cúng, em không nhận được, vì mấy ông trong đền dùng hết. Hôm nay em xin được một chút thời gian để đến đây cảm ơn trung úy. Thôi, em phải đi đây, cái ông thần giữ cửa đang thúc em. Trung úy nói mấy người này giữ giùm cho em đi ngăn. Anh vốn theo đạo Phật, vào thuyết luân hồi nên anh tin vào hồn của binh nhất Tý đã nhập vào Sơn để vào đây. Anh kêu mấy lính gác mạnh khỏe ghi chặt lấy Sơn. Chỉ thấy thoáng một cái mấy người lính như bị một sức mạnh nào làm cho bật tung ra mấy phía. Còn anh chàng Sơn thì như người vừa ngủ dậy, ngơ ngác và sợ hãi. Không biết mình tội gì mà bị điệu lên văn phòng của đại đội trưởng. Sau Tết Mậu Thân, anh được đặt cách lên nắm tiểu đoàn và tạm biệt những người lính thân thương của trinh sát. Năm 1970, quân lực Việt Nam Cộng Hòa chính thức mở đợt tấn công qua Campuchia để phá hủy các căn cứ hậu cần của Việt Cộng và Bắc Việt. Các căn cứ này nhận được các vũ khí đạn dược, xăng dầu do đường tiếp tế của chúng từ ngoài Bắc chạy qua bên Lào, dọc theo đường mòn Trường Sơn kéo dài xuống miền để xâm nhập vào miền Nam. Người Sài Gòn bắt đầu làm quen với những địa danh Crete, Kampong Cham, Snow, Khe Sanh trên báo chí hàng ngày, nhưng vẫn không đo lường được một cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra trên xứ Chùa Tháp. Sư đoàn 5 bộ binh, trong đó có tiểu đoàn do Đại quý Quang làm tiểu đoàn trưởng, cùng với các binh chủng ưu tú và các sư đoàn bạn hùng dũng tiến vào Campuchia, nơi mà cộng quân đã lợi dụng sự trung lập của đất nước này làm căn cứ địa để tấn công vào mạn sườn phía Tây của miền Nam. Đây là một chiến dịch vĩ đại nhất để tận diệt Việt Cộng và quân Bắc Việt ngay trong hang ổ của chúng bên Campuchia. Sư đoàn 5 bộ binh đã chiến đấu một cách oai hùng. Tiểu đoàn do Đại quý Quang chỉ huy đã hành quân liên miên không ngừng nghỉ hàng tháng trời cho đến kiệt sức. Có những người lính đã không còn cầm nổi cây súng và tiểu đoàn trưởng nhiều lúc đã phải xách súng giùm cho binh lính của mình. Phần thưởng xứng đáng nhất chính là thành quả rực rỡ của chiến dịch, với các khu hậu cần cố định bị phá hủy và san bằng, và ý định của địch nhằm tấn công vào các tỉnh miền Nam đã bị đổ vỡ. Địch đã phải đợi đến 2 năm sau mới mở được mặt trận bao vây An Lộc. Sau chiến thắng vang dội tại Campuchia, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nhiệt liệt khen ngợi tất cả những đơn vị đã tham gia vào chiến dịch tại Campuchia. Tổng thống ban khen trao tặng huy chương và phần thưởng đặc biệt là một tuần nghỉ phép tại Đài Loan cho các sĩ quan và binh sĩ ưu tú của chiến dịch. Đại quý Quang có tên trong những sĩ quan được một tuần nghỉ phép tại Đài Loan, nhưng anh đã đề nghị lên cấp trên dành vinh dự đó cho một binh lính trong tiểu đoàn đã lập được nhiều công trận, trước sự ngạc nhiên và thán phục của cả tiểu đoàn. Nhưng sự thử lửa được xem như một cuộc đại chiến thư hùng giữa 3 sư đoàn Bắc Việt và lữ đoàn 1 nhảy dù, liên đoàn 81 biệt cách dù và sư đoàn 5 bộ binh, đã diễn ra ngay tại An Lộc 2 năm sau đó, một lần nữa đem lại vinh quang sáng chói cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung và sư đoàn 5 bộ binh, trong đó có tiểu đoàn của Đại quý Quang nói riêng. Thế giới thường nhắc đến trận Điện Biên Phủ với 55 ngày quân Pháp bị Việt Minh bao vây,
và cuối cùng là sự đầu hàng của quân Pháp, đưa đến việc đất nước bị chia cắt làm hai. Với An Lộc, cường độ cuộc chiến còn ác liệt gấp nhiều lần hơn trận Điện Biên Phủ, mà kết quả là quân Bắc Việt đã thảm bại và quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến thắng anh dũng. Địch quân đã hạ quyết tâm săn bằng An Lộc bằng mọi giá, rồi tiến chiếm tỉnh Bình Long trên đường thẳng tấn công vào Sài Gòn. Chính vì thế mà trong gần 100 ngày, tức là gấp đôi thời gian của trận Điện Biên, bao vây An Lộc, mỗi ngày địch quân pháo liên miên hàng ngàn quả vào các đơn vị tử thủ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong thị trấn An Lộc, một thị trấn nhỏ bé với chu vi mỗi chiều khoảng 1 cây số, chúng vẫn áp dụng chiến thuật cổ điển là tiền pháo hậu xung. Nhưng những đợt tấn công của chúng lần nào cũng bị bẻ gãy bởi ý chí quyết chiến của các đơn vị Cộng Hòa tử thủ. Địch bị thiệt hại nặng, tinh thần binh lính của Bắc Việt bắt đầu dao động trước sức kháng cự mãnh liệt của lực lượng phòng thủ. Để thực hiện cho được chỉ thị săn bằng An Lộc và dâng chiến công lên cho quan thầy Nga Tàu, các binh lính Bắc Việt buộc phải cố thủ trên các cây xung quanh thị trấn. Chân của họ đều bị xích vào thân cây để không chạy trốn được. Các pháo thủ bị xích vào trong xe tăng. Và bất kỳ bộ đội Bắc Việt nào mà tháo chạy sẽ bị chính cấp trên của họ xử lý ngay tại chỗ. Những đợt pháo ngày đêm nã vào thị trấn ròng rã 3 tháng trời đã hầu như săn bằng thị trấn và không còn một căn nhà nào cũng như không còn một ngọn cây nào đứng vững. Những người sống sót đều nằm sâu dưới hầm trú ẩn. Những giây phút ngắn ngủi nào mà địch quân im tiếng súng ngưng pháo kích, mọi người đều cảm thấy một sự im lặng kỳ lạ khó tả, giống như đang nghe trống đánh liên hồi bên tai rồi đột nhiên ngưng bặt. Đại quý quan, một cố vấn Mỹ, 15 người lính sư đoàn 5 và một con chó trú ẩn trong một cái hầm kích thước không hơn 9 mét vuông. Sau này khi thoát chết trở về, anh nghĩ rằng anh rất may mắn, có lẽ nhờ vào sự linh thiêng của pho tượng Phật Ngọc Thạch, mà anh đã bỏ vào ba lô khi dân chúng trong vùng chạy trốn đạn pháo kích bỏ rơi trên đường. Con chó sau khi thoát chết khỏi trận mưa pháo kích cũng quấn quýt bên cạnh anh và những người lính sư đoàn 5 bộ binh. Âm mưu xóa sổ An Lộc của địch quân đã thảm bại. Chúng đã chuốc lấy thất bại cay đắng khi các lực lượng tiếp viện của quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ ngoài đánh thọc thủng vòng vây và lực lượng tử thủ từ trong đánh bật ra. Tướng chỉ huy tử thủ An Lộc là Lê Văn Hưng và quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến thắng vẻ vang. Một cô giáo đã cảm khái với chiến thắng này mà viết ra hai câu thơ bất hủ: An Lộc địa sử lưu chiến tích, biệt cách dù vị quốc vong thân. Trong suốt 3 tháng, anh tôi tử thủ tại An Lộc, đêm nào mẹ tôi cũng ra ban công khấn vái, hay đi lễ các đền chùa cho anh tôi và các binh sĩ tử thủ được an lành. Khi anh về đến Sài Gòn, người đầu tiên anh ôm chầm lấy là mẹ. Mẹ ơi, con đã trở về bình an. Anh là con trưởng nên sau trận An Lộc, mẹ tôi khuyên anh phải lập gia đình dù cuộc đời tạc chiến nay đây mai đó còn nhiều gian nguy. Tôi rất cảm phục anh vì chúng tôi có một ông chú là đại tá trong bộ tổng tham mưu muốn kéo anh về văn phòng làm việc sau khi nghe mẹ tôi kể về trận tử thủ An Lộc. Nhưng anh nhất định từ chối, anh nói rằng anh không thể bỏ tiểu đoàn và những người chiến sĩ thân thương đã bao lần sống chết với anh để anh tìm an nhàn cho bản thân được. Anh là hiện thân của hàng trăm hàng ngàn chàng trai thời loạn, nghe theo tiếng gọi của núi sông, đã khoác áo chiến y. Anh dũng đứng lên bảo vệ quê hương chống lại sự xâm lăng tàn bạo của quân Cộng Nô từ miền Bắc xâm nhập vào, để tàn phá cuộc sống thanh bình của người dân miền Nam. Anh rất thương mẹ, nên anh vâng lời mẹ và kết hôn với một người con gái mẹ phường Lái Thiêu, người mà sau chuyến lên căn cứ Lai Khê tham dự buổi khao quân của đại đội trinh sát, đã đem lòng thương yêu người sĩ quan trẻ tuổi khóa 20 võ bị Đà Lạt. Sau chiến thắng An Lộc, anh được vinh thăng thiếu tá. Anh vẫn tiếp tục nắm tiểu đoàn và lập nhiều chiến công hiển hách khác cho sư đoàn 5 bộ binh. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi Dương Văn Minh ra lệnh đầu hàng, anh cũng như tất cả mọi người đều không tin đó là sự thật. Anh cố giữ bình tĩnh, tập trung tiểu đoàn lại và nói với những người lính đã cùng anh vào sinh ra tử hãy về quê, về với gia đình. Anh
bị bắt sau đó và bị đưa đi tập trung cải tạo gần 10 năm. Khi ra khỏi trại giam, anh về quê sống với vợ con được 3 năm, thì anh ra đi một cách đột ngột. Nghe nói vì bị bệnh tim mạch. Trong lúc đang ôm thằng con út ngủ trưa trong khu vườn ở Lấy Thiêu, một giấc ngủ bình yên của một người trai đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình khi quê hương miền Nam trong thời binh lửa. 3 năm sau khi anh mất, vợ con anh được phái đoàn Hoa Kỳ phỏng vấn tại Sài Gòn và cho vào chương trình HO qua Mỹ định cư. Con gái lớn của anh là Thoa, thiếu tá không quân Hoa Kỳ, tốt nghiệp Doctor of Pharmacy tại Florida. Cháu gái thứ hai là Thảo, tốt nghiệp bằng Master về Computer, đang làm việc tại San Francisco. Cháu út là Thắng, tốt nghiệp Mechanical Engineer và Master Degree, đang làm việc tại Massachusetts. Anh là một người con hiếu thảo, một người anh đạo đức, một người cha gương mẫu, một thanh niên tha thiết yêu quê hương đất nước mình. Dù là miền Nam đã không may mắn, mất vào tay Cộng sản ngày 30 tháng 4 năm 1975, dù lịch sử đã sang trang, nhưng những chiến công oai hùng của anh, của Sư đoàn 5 Bộ binh, của các đơn vị tinh nhuệ của những binh chủng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa và của tất cả các quân dân cán chính chế độ Cộng Hòa chúng ta sẽ không bao giờ phai mờ trong lịch sử dân tộc. Viết xong tại Nam California nhân ngày giỗ anh Phạm Gia Quang, khóa 20 Võ Bị Quốc gia Đà Lạt. Tác giả Phạm Gia Đại. Bài viết đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.